Thầy ơi, có phải là chơi đập đá không? Có phải là cái ghế không hả thầy? Em không đọc kỹ biên bản à? Đã bảo là một vật tày, cứng và hơi tròn cơ mà. Hay là mấy chai nước ngọt ạ? Nếu nạn nhân chết vì béo phì thì có thể. Em thưa thầy, em phát hiện trong vũng máu có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Phải chăng hung khí chính là chiếc cốc? Sau khi nạn nhân bị đánh, chiếc cốc vỡ luôn, nên hung thủ không thể mang theo được. Ôi, đùa à? Cốc làm sao đánh chết người được? Đúng đấy, cái cốc làm sao mà giết người được? Thực tế thì trên cơ thể con người có một số yếu huyệt. Dù chỉ là một chiếc cốc, nhưng nếu tác động với một lực đủ mạnh, vẫn có khả năng gây tử vong. Thằng con lớp trưởng, khả năng quan sát của em tốt lắm, tư duy cũng rất sáng tạo. Tuy nhiên, đây không phải là câu trả lời đúng. Nếu hung khí là chiếc cốc và bị vỡ như em nói, thì vết thương của tử thi sẽ có những mảnh vụn của thủy tinh găm vào da thịt. Song ở đây chỉ phát hiện những mảnh vụn thủy tinh ở trong vũng máu, cho thấy chúng chỉ vô tình rơi vào mà thôi. Khó quá thầy ơi. Thế mới là kỷ lục của trường ta chứ. Người phá được vụ án này không biết là quái kiệt phương nào. Tôi mà biết được tôi phải đến bái làm sư phụ ngay. Nếu cậu đã tự tin như thế, cậu có dám cá cược với tôi không? Anh làm gì ở đây? Tháng khởi động hết rồi, đã đến lúc bọn trẻ biết thế nào là trường cảnh sát. Thank you.